Theo thông tin từ Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu cho một trường hợp bệnh nhân 40 tuổi viêm tụy cấp, mỡ máu triglyceride tăng 50 lần. Bệnh nhân VVH 40 tuổi trú tại Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng được người nhà đưa vào Bệnh viện Kiến An cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, đau lan ra sau lưng, sau đó lan khắp bụng, bí trung đại tiện. Qua khai thác thông tin từ người nhà, anh H có thói quen sử dụng rượu 500ml trên một ngày nhiều năm. Khi anh H đau bụng dữ dội bất thường, người nhà đã khẩn trương đưa đi cấp cứu. Qua thăm khám và tiến hành các bước kiểm tra, xét nghiệm, chụp các lớp vi tính của bệnh nhân cho thấy hình ảnh viêm tụy cấp thể hoại tử, thâm nhiễm mỡ tụ dịch quanh đầu tụy, xét nghiệm mỡ máu triglyceride tăng gấp 50 lần so với bình thường. Bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Bác sĩ Nguyễn Công Hải, phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc cho biết, sau khi được thay huyết tương và điều trị hồi sức tích cực, toàn trạng bệnh nhân đã ổn định, xét nghiệm mỡ máu về bình thường. Theo bác sĩ, viêm tụy là một bệnh nguy hiểm, đặc biệt là viêm tụy cấp nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây ra những biến chứng nghiêm trọng như suy đa tạng, viêm hoại tử nhiễm trùng, thậm chí là tử vong. Do đó, người bệnh khi thấy các triệu chứng như đau bụng dữ dội, đột ngột vùng trên rốn, quanh rốn thường xảy ra sau khi ăn quá nhiều chất đạm, mỡ hoặc sau khi uống rượu bia, chứng bụng, buồn nôn, nôn, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Rượu bia gây viêm tụy cấp là nguyên nhân phổ biến thứ hai sau sỏi tụy mật. Để phòng tránh viêm tụy cấp do rượu bia gây ra, chúng ta cần hạn chế tối đa rượu bia, có chế độ ăn uống khoa học, tăng cường chất xơ.